Chào tất cả các anh em. Hôm nay cầm con mồi đánh chơi mấy anh em ơi. Ở nhà chán quá. Giờ mình cho lên cây này xem được kèo nào nha. Trên đây cũng có một con bội cũng chém cánh ghê lắm nè. Đó, nó đang sàn nãy giờ nè. Giờ mình treo con mồi lên rồi mình quay tiếp nha. Ok, mình mới treo lên rồi nha các anh em. Giờ đợi bội xuống mình quay tiếp nha.